Có phải nhà của Hạnh đây không? Cô Hạnh, cô Hạnh ơi! Ai? Ai gọi tôi? Hạnh, nghe tiếng nói, Hạnh có nhận biết là ai không? Trời ơi, có phải anh Tâm đó không? Phải, anh là Tâm nè. Hạnh, anh Tâm, anh Tâm. Trời ơi, vì sao em bị mù lo? Và bây giờ em sống ra sao khi mang gánh tật nguyền tâm tâm? Anh Tâm ơi, sau khi anh rời khỏi quê, anh Tâm ơi, đuổi cách sông ngăn biển trời.
Yeah.
đến một miền đất lạ trời xa. Trên quãng đường đời như sa mạc bao la, mà tôi với Hằng như hai kẻ lữ hành lạc bước. Trời còn bắt tôi một người con nữ, đang tuổi thâm xuân phải mang cần tận. Quên được bóng hình ai, một mối cũ tình dù ca hát vàng phai vẫn còn ghi đậm trong lòng người. Chỉ thương cho thân ai như con thuyền mà gió chịu ngã nghiêng trước dòng sông ba đào. Hạnh ơi, giờ này đấy ta còn đứng cạnh bên nhau, giây phút nữa thôi